bàng này. Chơi cái bàng này hay này. Bàng. Bàng treo đồ. Vừa thấy ở đằng kia mà giờ đã thấy ở cuối chợ. Đằng kia cứ mua qua bán lại xong rồi ăn chênh lệch đúng không bác? Cái này bao tiền ạ? Cái bàng vẻ đẹp tí thì ngon, hào hào như cây lục vừng nhỉ. Vâng, cái bàng ngon lắm, nó ngon bàng. Ôi, cắt thì dễ thôi. Không bán cây à? Không ra đây à? Không thấy chủ đâu nhỉ? Có ai đi à? Đây. Làm cái tùng này nào, cái này nào, cái này này, bỏ đi, chơi mới bay. Không bán à? Không bán thì chịu. Chắc ông nghĩ mình chỉ biết quay phim không bán, không mua. Cây bàng. Cái này bao tiền em phí? 1 triệu à? Mua này có quả ấy chứ chưa? Không mua bị hèn rồi. Quân thôi rồi, phải ăn này. Ông này ông tưởng mình không mua sao, hỏi ông không bảo. Bàng à? Bàng à? Ờ. Thôi, ông ấy bảo là không bán. Ông cò chứ, hay là ông bán thôi. Chả biết nhưng mà hỏi ông không mua không bán đâu. Chưa. Ông bán thôi, chắc là bán thôi. Đây này, cây này hay này. Cái bàng. Bàng à? Sau mùa đông lá nó đỏ đẹp lắm đấy. Cho đổ. Đổ. Được, đây được. Mỗi tuần chưa có vệ này đi rồi đây.
cắt chơi độc tay này. Chơi bay nghệ thuật à? Chơi này thôi. Thế phải dựng cái lên kia lên một tí nữa. Bỏ cái trực này đi. Trực. Được cái bệ à, nếu mà trực này. Cái này được cái bệ đẹp. Tay nó làm. Đó là chuyện. Ông kia ông đã lấy cây xì kìa. Tôi không để ý. Ông đang bảo được giữ em hết bỏ chậu ông lấy cái cây. Lấy một cây nữa. Bác lấy á. Suối nó hỏi. Suối. Suối ác nhờ. Cái này cái này có lấy hổi không? Có, lấy rồi. Đã lấy rồi. Rồi ra rút tiền. Tùng cây cao.